Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Trương Văn Nam, đại diện kinh doanh Mercedes-Benz Haxaco 46 Láng Hạ. Vừa rồi Mercedes-Benz vừa cho ra mắt hai mẫu xe Airclass mới, đó là E300 AMG và xe E200 Exclusive. Bên cạnh tôi đây là mẫu xe E300, mẫu xe nhận được đông đảo sự quan tâm của quý vị và các bạn và hứa hẹn sẽ rất hot trong thời gian tới. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu chiếc xe này nhé. Xe E300 AMG vẫn được thiết kế theo phong cách AMG Line, nhưng có một số đặc điểm thay đổi hơn so với phiên bản cũ, đó là nắp cabo có những đường gân nổi trông cực kỳ khỏe khoắn. Tiếp theo đó là cản trước với những hốc gió lớn hơn và được thiết kế theo phong cách hiện đại hơn. Mặt ga lăng cũng được thay đổi theo phong cách kim cương đặc trưng của Mercedes. Thêm vào đó là cụm đèn pha Multibeam LED. Đây là cụm đèn pha được mệnh danh là thông minh nhất thế giới và chiếu xa nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Nó có thể chiếu xa được 650 m. Tiếp theo, chúng ta di chuyển sang bên hông xe. Có thể thấy đầu tiên đó là bộ la răng được thiết kế cực kỳ ấn tượng, đa chấu 19 inch. Kèm theo đó là lốp thể thao giúp cho chiếc xe khỏe khoắn hơn, hiện đại hơn. Đây là phần gương chiếu hậu của xe. Gương chiếu hậu của xe được trang bị thêm camera 360 và đây là hệ thống camera nét nhất trên thế giới. Sau đó, một lúc nữa tôi sẽ vào xe và tôi sẽ giới thiệu. Một lát nữa tôi vào xe và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Tại sao tôi nói cái camera 360 của xe E300 này hiện đại nhất? Tiếp theo nữa, xe được trang bị chìa khóa thông minh keyless go. Các bạn có thể không cần sử dụng chìa khóa để khóa hoặc mở cửa mà chỉ cần thông qua một nút ấn cảm biến ở đây. Về phần đuôi xe, E300 AMG được thiết kế theo phong cách hoàn toàn mới. Các bạn có thể nhìn thấy điểm khác biệt rất rõ. Đầu tiên là ở cụm đèn hậu. Cụm đèn hậu được thiết kế theo phong cách tinh tế và rất là sang trọng. Cụm đèn hậu được thiết kế theo phong cách mới và rất tinh tế. Các bạn có thể nhìn rõ ở trong này, cụm đèn hậu chúng ta rất khó có thể nhìn thấy bóng đèn. Đấy, giúp cho người ở đằng sau nhìn vào không bị chói mắt hay là không bị lóa mắt. Về phần ống xả vẫn là hai ống xả, giúp cho xe thể thao hơn. Và body kit phía sau cũng được thiết kế theo phong cách AMG Line và body kit và phần cản sau cũng được thiết kế theo phong cách AMG Line, phong cách mới. Như vậy, nhìn ở phía sau các bạn có thể thấy chiếc xe mang phong cách rất thể thao nhưng vẫn không kém phần lịch sự, sang trọng. Đầu tiên đó là ghế da được bọc da nappa và được thiết kế theo phong cách thể thao, giúp ôm người hơn, nhất là những khi các bạn vào cua. Tiếp theo đó, mặt táp lô cũng được bọc da và những đường khâu tay rất tỉ mỉ. Nội thất cũng đã được thay đổi bằng ốp gỗ thay bằng vân carbon. Nội thất được thay đổi vân gỗ thay cho vân carbon như những phiên bản trước đây. Điểm đáng kể nhất có thể thấy đó là vô lăng được bọc da nappa mang phong cách thể thao Tất cả những nút vật lý trước đây đã không còn nữa, thay vào đó là những nút cảm ứng. Rất dễ sử dụng. Hệ điều hành của xe cũng đã được thay đổi là hệ điều hành MBUX với màn hình cảm ứng và có cả tiếng Việt, rất phù hợp với người Việt Nam. Hệ thống màn hình có thể thay đổi 4 phong cách, đó là truyền thống, thể thao, cấp tiến và nhẹ nhàng. Hệ thống điều hòa được trang bị trên xe E300 vẫn là điều hòa 3 vùng độc lập. Xe sẽ được trang bị thêm sạc không dây và cổng Type-C để kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, tựa tay cũng được bọc da. Và ở trong phần tựa tay này, trong cốp ở phần tựa tay có 2 cổng sạc, đều là cổng Type-C. Phần cốp vẫn được thiết kế rất rộng để chúng ta có thể để được giấy tờ và những vật cần thiết. Xe vẫn được trang bị loa Burmester 13 loa. Hệ thống ghế hai bên điều chỉnh điện và đều nhớ được 3 vị trí ghế. Xe có thể nhớ được vị trí ghế, vị trí vô lăng và vị trí hai bên mặt gương. Có một đặc điểm nữa rất hay ở trên xe E300 AMG này, đó là các bạn có thể lên xe, các bạn set sẵn chiều cao ở phần cài đặt. Đây, phần điều chỉnh ghế tự động. Ví dụ như tôi điều chỉnh ở 1m80 và chọn phần bắt đầu xác định vị trí. Các bạn thấy đấy, ghế và vô lăng sẽ tự động đưa bạn về vị trí thoải mái nhất. Đây, như thế này tôi thấy rất thoải mái khi lái xe. Ngoài ra, xe vẫn được trang bị hệ thống cửa sổ trời siêu rộng panorama. Về hàng ghế phía sau của xe E300, tôi thấy ngồi rất thoải mái. Ghế có độ ngả, da nappa, ngồi rất êm. Ngoài ra được trang bị bệ tì tay, chỗ để cốc rất là tiện lợi. Chỗ này các bạn có thể để một số đồ vật hoặc là giấy tờ ở phía sau. Ngoài ra xe được trang bị rèm, tuy nhiên là không phải rèm điện mà là rèm chúng ta điều chỉnh bằng tay. Hệ thống loa Burmester 13 loa, cửa gió điều hòa. Hệ thống điều hòa này thì hệ thống điều hòa này là hệ thống 3 vùng độc lập và ở phía sau có một vùng độc lập nữa. Hệ thống điều hòa này là hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, hai vùng phía trước, 2 vùng phía trước và 1 vùng phía sau, giúp chúng ta có thể thoải mái chọn nhiệt độ cũng như là tốc độ gió ở phía sau. Các cửa gió điều hòa cũng thiết kế rất tinh tế và có thể đóng mở cửa gió được. Đó, cửa gió ở đây và cả hai bên sườn xe nữa. Rất nhiều cửa gió điều hòa. Và ở đây còn có thêm hai cổng sạc Type-C và một củ sạc và một ổ củ sạc. Rèm điện, xe được sử dụng rèm điện. Đây, rèm điện em quay vào cái này. Xe được trang bị, ngoài ra phía sau thì xe được trang bị rèm điện rất nhẹ nhàng, tinh tế. Xe E300 được trang bị động cơ 2.0 i4 turbo tăng áp, 258 mã lực. Có rất nhiều người hỏi tôi là động cơ khỏe như vậy thì có tiêu hao nhiên liệu nhiều không? Thì đây, tôi xin giới thiệu với các bạn. Đây là bảng mức tiêu thụ nhiên liệu. Đây là bảng mức tiêu thụ nhiên liệu. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đi trong đô thị là 12,42 lít. Đi ngoài đô thị, tức là đi trên đường cao tốc, là 6,53 lít. Và đi đường kết hợp, đường thông thoáng đó là 8,7 lít. Như vậy chiếc xe này sử dụng động cơ cực khỏe nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu. Vừa rồi tôi có giới thiệu với các bạn về hệ thống camera trên xe E300 AMG 2021. Sau đây tôi xin giới thiệu rõ hơn để cho các bạn thấy nó hiện đại đến mức nào. Khi tôi cài số lùi thì hệ thống camera sẽ hiện lên như bao chiếc xe khác. Nhưng có một đặc điểm khác, đó là khi tôi đánh lái, các bạn thấy không, camera cũng thay đổi theo. Tương tự như vậy, khi tôi chuyển sang camera phía trước cũng như vậy. Có những góc mà tôi không thể nhìn thấy được thì camera đã giúp tôi làm được việc đó. Ngoài ra các bạn có thể xem ở rất nhiều chế độ khác nhau. Đây, mở rộng. Đây là hai bên sườn. Đây là mở rộng camera phía sau. Đó. Ngoài ra khi mà có vật thể lại gần xe của bạn thì camera sẽ tự động kích hoạt, giúp cho bạn dễ dàng quan sát hơn những vật thể gì đang ở gần xe của mình. Vừa rồi tôi và các bạn đã tìm hiểu sơ qua về chiếc xe E300 AMG 2021. Chiếc xe đang có giá niêm yết là 2 tỷ 950 triệu và được trưng bày tại đại lý Mercedes-Benz Haxaco 46 Láng Hạ. Nếu các bạn quan tâm về chiếc xe này hoặc có câu hỏi gì, xin hãy gọi điện cho tôi hoặc để lại câu hỏi ở phần bình luận. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.